Đây, đến lúc phải đi rồi. Linh hồn của ngươi hãy rời khỏi thân xác để theo ta xuống địa ngục. Không, tôi chưa muốn chết đâu. Thế gian này còn nhiều kẻ độc ác lắm, tôi muốn giết chết hết bọn chúng cái đã. Đó không phải là trách nhiệm của ngươi. Ngươi liều tính mạng của mình để thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác thế kia, liệu có xứng đáng không? Đáng. Tôi từ nhỏ đã chứng kiến được cảnh lũ khốn kiếp sinh vật tàn ác đã giết chết cha mẹ của tôi, còn ăn thịt những con rồng con, rồi dê sờm một con rồng bà già nữa. Vậy mà bọn chúng có sống ung dung, chẳng có ai trừng phạt. Tôi lớn lên rồi, tôi quyết tâm phải xóa sổ hết những sinh vật khốn nạn đó. Được. Con rồng này thật là nghĩa khí anh hùng. Hay lắm, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Nhưng bây giờ ta không thể nào hồi sinh thân xác của ngươi được, vì ngươi đã chết. Ta chỉ có thể giúp linh hồn của ngươi tồn tại ở trần gian này. Sau đó hãy cùng ta đi trừ gian diệt ác. Trời đất ơi, gì đây? Sao người của tôi nhìn huyền huyền áo áo màu trắng mờ vậy? Đừng sợ, hiện tại ngươi đang tồn tại dưới dạng hồn ma. Nào, hãy bay khắp nơi tìm kiếm những con ác quỷ đang quậy phá trần gian, diệt hết bọn chúng. Nên nhớ, không được đụng vào những sinh vật sống, nghe chưa? Tôi biết rồi, thưa thần chết. Chào các bạn, hôm nay tôi là một con rồng. Tôi có quá khứ vô cùng đau buồn. Cha mẹ tôi bị những kẻ xấu giết chết. Do đó khi lớn lên, tôi muốn trở thành một anh hùng để tàn sát hết lũ gian ác và độc địa. Và ngày hôm nay, trong một lần chiến đấu với ba con quái vật để bảo vệ sinh vật khác, tôi đã đồng quy vô tận và chết chung với bọn chúng. Nhưng thật không ngờ, thần chết đến bắt linh hồn của tôi đã phát hiện toàn bộ những việc làm của tôi. Ông ấy vô cùng cảm động, đã quyết cho linh hồn tôi được tồn tại ở trần gian để cùng ông ấy diệt trừ ma quỷ. Sau đó tôi cũng đã sải cánh bay khắp mọi nơi, tìm kiếm những sinh vật dơ giấy đã chết rồi nhưng không chịu đi đầu thai, cố gắng nén lại ở trần gian để hòng hút lấy dương khí của những sinh vật tội nghiệp khác và ra tay trừng phạt. Cứu tôi với lũ quỷ nhện. Bọn chúng muốn bắt linh hồn của tôi. Chết tiệt, ban ngày ban mặt giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà lũ quỷ nhện các ngươi lại lộng hành thế à? Lúc còn sống ta thấy nhiều kẻ gian ác độc đi, thật không ngờ khi chết rồi lũ quỷ tàn bạo như các ngươi vẫn bám giữ anh nơi đây để sát hại sinh vật vô tội. Được rồi, hôm nay ta thấy trời hành đạo, bắt hết lũ các ngươi xuống địa ngục chịu tội. Cái gì? Một con hồn ma rồng à? Bọn ta không đụng chạm tới ngươi, sao ngươi phá chuyện bọn ta? Nói cho các ngươi biết, ta là thuộc hạ của thần chết. Ta nhận nhiệm vụ đi tìm kiếm thanh trừng cái lũ xấu xa dơ bẩn như các ngươi. Đến lúc rồi, các ngươi hãy xuống địa ngục để chịu tội các ngươi đã gây ra đi. Hồn kiếp, ta nguyện rủa con cái của ngươi để ra không có bộ phận đi toilet. Chết đi. Gì vậy? Trời đất ơi, sao người tôi trở nên đen thui thế này? Tôi còn xuất hiện xương sống màu tím nữa. Không lẽ những linh hồn của loài ma quỷ kia bị tôi giết ám lên người tôi, khiến người tôi trở nên hắc ám như thế này hay sao? Mặc kệ, miễn sao mình làm việc tốt là được. Tôi lại tiếp tục lên đường, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân thần chết đã giao cho tôi. Tôi rất thích nhiệm vụ này. Tuy nhiên có một điều cấm kỵ, đó là tôi không được giết những sinh vật sống, dù bọn chúng có độc ác tới đâu. Là lũ tai tành rắn năm đầu. Có chuyện gì với bọn chúng vậy? Mẹ xin lỗi các con. Bởi vì cha các con là một kẻ đàn ông vong ơn bội nghĩa, bỏ mẹ con mình. Bây giờ mẹ không muốn sống nữa, mẹ muốn đem các con theo xuống địa ngục. Không, chúng con không muốn chết đâu. Mình phải làm sao đi ta?
Thường ngày mình chỉ giết kẻ xấu mà thôi, hôm nay gặp trường hợp này phải xử lý sao đây? Nếu mà mình cứ đứng nhìn như thế này, mẹ con của lũ rắn tay tành năm đầu này mà chết đi, mình không khác gì một kẻ xấu xa cả. Ê, này, dừng lại đi, dừng lại đi mẹ rắn năm đầu tái tanh. Cái gì? Ngươi là ai? Sao chồng ngươi gớm ghiếc hắc ám thế kia? Có phải ngươi tới đây muốn giết chết cả gia đình chúng ta không đúng không? Hãy làm đi, hãy làm đi, giết chết mẹ con chúng ta đi. Đừng hiểu lầm, ta đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của gia đình ngươi rồi. Ngươi đừng bắt các con ngươi phải chịu tội. Ngay cả ngươi cũng vậy, không có lỗi. Lỗi chính là chồng của ngươi. Và tại sao ngươi vì một người chồng bội bạc như thế mà hy sinh cả gia đình của mình chứ? Ngươi hãy cố gắng để các con của ngươi trưởng thành, rồi ngươi sống tốt, thiếu gì rắn năm đầu khổng lồ đực khác. Ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi dám xen vào chuyện gia đình của ta? Ngươi chẳng hiểu gì cả. Ta chỉ là thuộc hạ của thần chết. Nhiệm vụ của ta là đi diệt trừ ma quỷ. Nhưng ta thấy những sinh vật sống khổng lồ như các ngươi không quý trọng mạng sống. Ta đến đây và khuyên ngăn, hãy tin tưởng ta. Trên đời này còn nhiều con rắn đực khổng lồ sáu múi đẹp trai thèm khát ngươi nữa kìa. Vậy, vậy hả? Vẫn còn trai đẹp thích ta hay sao? Điều đó là tất nhiên. Hãy cố gắng sống tốt, chăm lo cho các con của ngươi, rồi cố gắng làm cho mình thật đẹp. Chắc chắn những con rắn đực năm đầu khác sẽ chết mê chết mệt vì ngươi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã khuyên ngăn ta kịp thời. Đây là lần đầu tiên tôi không hề tiêu diệt hay đánh nhau với kẻ xấu nào cả, mà tôi vẫn cứu được một số sinh vật khổng lồ thoát khỏi cái chết. Tôi lại tiếp tục lên đường để thực hiện cái mục tiêu trừ gian diệt ác của mình. Chạy đi đâu? Chúng mày chạy đi đâu? Chết hết đi để trở thành búa thịt nướng của ta. Cái quái quỷ gì kia? Một sinh vật sống to lớn khổng lồ à? Sức mạnh của nó thật khủng khiếp, thật chết tiệt. Nó còn tiêu diệt hàng loạt sinh vật vô tội nữa. Nhưng mà chủ nhân thần chết đã bảo mình không được trừng phạt những sinh vật còn sống. Cứu chúng tôi ơi, chúng tôi còn mẹ già con thơ. Mình không thể đứng nhìn. Đây sinh vật dữ tợn kia, ngươi hãy dừng lại đi. Tại sao ngươi lại tàn sát bọn họ? Bởi vì ta thích. Lúc trước ta nhỏ bé bị loài khác ăn hiếp, không ngờ ta nhặt được năng lượng phóng xạ khiến người ta to bự như thế này. Ta muốn giết hết, kể cả người ta cũng muốn giết luôn. Chết tiệt! Vậy thì ta sẽ phạm luật để giết chết ngươi. Hắn mạnh quá. Ở đây là ở đâu vậy? Đây. Chủ nhân, ở đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ta đã bảo ngươi là không được trừng phạt những sinh vật còn sống mà. Thưa chủ nhân, thứ đó nó mạnh khủng khiếp và vô cùng tàn bạo. Nó giết rất nhiều sinh vật vô tội. Ngay cả tôi đã chết rồi cũng không chịu nổi sức mạnh của nó nữa. Xin ngài hãy nhanh chóng lên trần gian thu phục nó đi. Nếu không mọi thứ sẽ quá trễ. Không được, nếu vậy sẽ phạm ý trời. Nhưng những sinh vật còn sống vô tội kia thì sao? Vậy thì xin thần chết hãy ban cho tôi sức mạnh, hãy cho tôi được tỉnh lại một lần cuối cùng. Tôi giết chết con quái vật khổng lồ đó rồi sẽ xuống địa ngục chịu tội. Ngươi thật là... Thôi được rồi, những người đừng hối hận, hãy tỉnh dậy nào. Tỉnh dậy rồi, mình tỉnh dậy rồi. Wow, cảm ơn chủ nhân thật chết. Tôi với ý chí kiên định của mình cũng đã cầu xin chủ nhân tôi. Chủ nhân tôi cũng đã cho tôi mượn sức mạnh của ông ấy. Kết hợp với thân thể hắc ám của mình, tôi cũng trở thành một thực thể rồng thần chết. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ tà ma như mày chưa chết à? Sao mày cứ cản đường tao hoài vậy? Ta đã chết từ lâu rồi. Đây chính là sức mạnh của linh hồn ta.
Bây giờ ta đã trở thành một thực thể rồng thân chết. Đến lúc ta hái lấy cái mạng của ngươi, bắt ngươi phải xuống địa ngục chịu tội. Chết tiệt, hèn chi cái thứ như ngươi trông thật gớm ghiếc, thật dai như địa. Nhưng mà ta còn xấu, ngươi to gan và muốn bắt linh hồn của ta à? Ngươi không sợ ông trời sẽ trừng phạt ngươi vì làm trái đạo trời hay sao? Sợ? Ngươi nghĩ ta có sợ hay không? Ta chấp nhận bị trời trừng phạt, bị địa ngục giam cầm, nhưng quyết phải kéo ngươi theo để cho ngươi chết chung, cứu lấy những sinh vật vô tội ở đây. Khốn kiếp! Được rồi. Chủ nhân thần chết, tôi đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Xin ngài hãy bắt tôi về địa ngục chịu tội. Tốt lắm. Ngươi thật là nghĩa khí anh hùng. Ta quả thật không nhìn nhầm ngươi. Diêm Vương đã biết chuyện này và đã đặt cách bỏ qua cho ngươi, phong ngươi trở thành thần chết mới. Nào, hãy bay khắp thế gian để tiếp tục diệt trừ những kẻ xấu.